Hello, xin chào anh em, chào mừng anh thằng mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em top 10 chai nước hoa để sử dụng trong mùa đông. Như mọi người đã biết thì năm nay mùa đông sẽ khá là lạnh và chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp, một mùa hương ấm áp để làm sao có thể làm bớt đi cái lạnh của cơn gió mùa đông. Và nếu như các anh em đang cần tìm mua chai full hoặc chai chiết thì mình rất hy vọng các anh em ủng hộ mình một cách là click vào đường link ở bên dưới để giúp mình có thêm động lực để ra video phục vụ các anh em. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay: top 10 chai nước hoa sử dụng trong mùa đông năm nay. Ok, let's go. Ở vị trí số 10 đây là một sản phẩm của nhà Prada và nó có tên là Prada L'Homme Intense. Nếu như ở phiên bản Prada L'Homme với cái mùi hương của hoa diên vĩ rất là fresh, rất là sạch sẽ, cực kỳ thích hợp sử dụng cho văn phòng ở xuân hè, thì Prada L'Homme Intense với cái sự kết hợp rất là hài hòa và cân bằng của iris, của da thuộc và của đậu tonka tạo nên cái mùi hương cũng rất là thích hợp sử dụng cho văn phòng trong không gian hẹp, đặc biệt là của mùa đông. Do đó nếu như các anh em nào ưa thích cái mùi hương hơi ngọt nhẹ một chút, sang trọng và nam tính thì Prada L'Homme Intense là cái mùi hương các anh em có thể tham khảo. Ở vị trí số 10. Ở vị trí số 9 là một mùi hương đặc biệt cho các anh em tuổi teen. Ok, chúng ta còn trẻ, chúng ta ưa thích một cái mùi hương ngọt ngào, chúng ta ưa thích một cái mùi hương năng động và nó khá là đa dụng dành cho mùa đông, thì cái mùi hương nào phù hợp như thế? Why Yves Saint Laurent. Đây có thể không phải là một sản phẩm cực kỳ xuất sắc của nhà YSL, nhưng đây là cái mùi hương rất là tốt dành cho các em tuổi teen. Chúng ta không có quá nhiều dư giả về mặt tài chính và chúng ta thích một cái mùi hương dành cho mùa đông, đa dụng và hợp với mùa đông, thì YSL chính là cái mùi hương như thế. Ở vị trí số 9, một sản phẩm của nhà YSL. Ở vị số 8 là một sản phẩm đến từ Vương quốc Anh của nhà John Hill, và chai nước hoa nó có tên là John Hill Icon. Một cái chai nước hoa mà có cái hộp rất là nam tính. Chai nước hoa này với cái tông mùi fresh, spicy, một dạng cay nồng nhẹ. Đây là một cái mùi hương có một cái ví dụ mà đối với mình khá là thú vị, bởi vì là mình luôn luôn nói là khi mà thẩm nước hoa chúng ta không nên bao giờ vội vàng. Bởi vì nếu mà vội thì chúng ta rất dễ kết luận sai lầm. Và đây là chai nước hoa mà mình đã mắc sai lầm, bởi vì thực tế mà nói thì lúc đầu thì mình không quá thích chai nước hoa này. Lần đầu mình tiêm mình xịt. Thế nhưng mà cũng rất là may mắn là mình sau đó mình đã từ từ mình bình tĩnh, mình kiểm tra lại. Và đến bây giờ thì mình khá là thích cái mùi hương này, cổ điển, nam tính. Cũng giống như chai nước hoa Prada L'Homme Intense, nếu như các anh em nào cũng đang cần tìm một cái mùi hương dành cho đi làm, một cái mùi hương nam tính rất là sang trọng, thì John Hill Icon là cái mùi hương như thế. Ở vị trí số 7 là một sản phẩm của nhà Giorgio Armani, nó có tên là Armani Code Profumo. Đây là phiên bản nâng cấp tiếp theo của chai nước hoa Armani Code với cái mùi hương đậm hơn, ngọt hơn và dày dặn hơn. Cá nhân mình thì mình thích cái phiên bản nâng cấp này hơn so với phiên bản gốc đời đầu, nó là Armani Code. Và đặc biệt là nó rất thích hợp với các anh em tầm từ khoảng 28-29 đổ lên, và chúng ta thích một cái mùi ngọt nhưng mà nó không quá nồng, không quá là mạnh bạo, mà nó vẫn ngọt vừa đủ, trầm ấm vừa đủ, thì Armani Code Profumo là cái mùi hương như thế. Ở vị trí số 6 là một sản phẩm của nhà Kenner và nó có tên là Airborne. Đây là cái mùi hương cực kỳ thích hợp cho các anh em nào yêu thích một cái mùi hương common, một mùi hương dạng kiểu thực phẩm ngọt, càng ngọt càng tốt và độ bám tỏa thì thôi rồi, thì Kenner Barcelona chính xác là cái mùi hương như thế, với cái sự kết hợp của mật ong, của vani. Khi mà xịt dry down xong của nó thì nó một dạng kiểu hơi ngọt ngậy và nó cứ phết lên trên da của mình. Rất thích hợp cho các anh em nào yêu thích một cái mùi hương ngọt và sử dụng trong mùa đông, thì Airborne chính là cái mùi hương như thế. Ở vị trí số 5 là một sản phẩm của nhà Guerlain và nó có tên là L'Homme Ideal Eau de Parfums. Trong cái line Guerlain L'Homme này thì có phiên bản EDT và EDP mình đánh giá là cao nhất. Ở phiên bản này nó đã bớt đi cái mùi hạnh nhân, nó không còn cái vẻ ngậy ngậy của hạnh nhân nữa, mà nó thay vào đó một cái mùi hương ngọt và hơi khét một chút, rất là nam tính, cái giá cả vừa phải và mùi hương của nó rất là ok, rất là thích hợp sử dụng trong mùa đông.
Các anh em cũng nên tham khảo chai nước hoa này, Coughlin Long Ideal Art Parfum. Ở vị trí số 4 là một sản phẩm của nhà Chanel và nó có tên là Album Sport All Extreme. Luôn luôn là một trong những sản phẩm best của nhà Chanel. Anh em nào mà chúng ta chỉ cần một mùi thôi, chỉ cần một chai và sử dụng các dịp, các nơi mà các anh em sẽ đến, các sự kiện, thì Chanel Album Sport All Extreme chính xác là cái mùi hương như thế. Có thể là nó đã ra đời từ khá là lâu rồi, thế nhưng cái độ hiệu năng của mùi, cái độ ghi điểm mùi hương của chai nước hoa này thì không có gì phải chê cả. Do đó mình sẽ vẫn cho trong chai list những chai nước hoa mùa đông Chanel Album Sport All Extreme. Ok, đây là em nó. Ở vị trí số 3 là một sản phẩm của nhà Parfum de Mali và nó có tên là Herod. Một mùi hương thuốc lá, một sản phẩm có thể gọi là nổi trội nhất của nhà Parfum de Mali. Tất nhiên bên cạnh nó có Pegasus, nó có Layton. Thế nhưng đối với mình nhắc đến nhà Parfum de Mali thì sẽ phải nhắc đến Herod. Một mùi hương thuốc lá mềm, ngọt ngào, hơi khép một chút, quyện với vị ngọt của vani. Thì đây cũng là một cái mùi hương rất là ok để sử dụng trong mùa lạnh. Các anh em có thể tham khảo chai nước hoa này. Ở vị trí số 2 là một sản phẩm của nhà Acqua di Parma và nó có tên là Leather. Khi nhắc đến da thuộc thì chúng ta thường hay nghĩ đến Tuscan Leather. Nhưng mà đối với mình thì mình, tất nhiên thì mình luôn luôn respect, mình luôn luôn đánh giá rất là cao mùi hương của Tom Ford Tuscan Leather. Thế nhưng đối với mình thì Acqua di Parma Leather mới chính là cái mùi hương da thuộc phù hợp với một cái phong cách đàn ông cổ điển, lịch lãm, không cần quá là mạnh bạo, không cần phải quá là ảo ảo. Chúng ta vẫn có thể thể hiện được cái sự sang trọng với sự lịch lãm của một người đàn ông. Thì Acqua di Parma Leather chính là cái mùi hương như thế. Các anh em cũng có thể tham khảo mùi hương chai nước hoa này, một sản phẩm đến từ Ý của nhà Acqua di Parma. Đó, đây là ngoại hình của em nó. Và cuối cùng, chai nước hoa số 1 mình muốn giới thiệu đến cho kênh em cũng là một sản phẩm của nhà Coughlin và nó có tên là Santa Royal. Một mùi hương unisex, nam dùng cũng được và nữ dùng cũng được. Một trầm hồng rất là ok, rất là quyến rũ, rất là thu hút. Các anh em nào cần một cái mùi hương có thể gọi là khá là có một cái sự thể hiện không hề nhẹ thì Coughlin Santa Royal là cái mùi hương như thế, bởi cái sự kết hợp của gỗ trầm, mùi hương của hoa hồng tạo nên cái mùi hương nữ dùng thì rất là sexy và nam dùng thì có một cái ấn tượng khá là dữ dội. Ok, cũng rất là hay, các anh em có thể tham khảo sử dụng chai nước hoa này vào mùa đông. Thì vừa xong mình vừa giới thiệu lên cho anh em top 10 chai nước hoa sử dụng trong mùa đông năm nay. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.